Em là Lương, chuyên viên tư vấn bán hàng của đại lý xe Toyota. Chào mừng quý anh chị, quý khách hàng và các bạn đã quay trở lại với kênh Toyota Daily. Thưa quý anh chị và các bạn, Toyota Innova tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn là mẫu xe được ưa chuộng tại thị trường ô tô Việt Nam vì thiết kế trung tính, bền dáng và lại có tính đa dụng cao. Và hiện nay thì quý khách hàng đã có 4 phiên bản để có thể thoải mái lựa chọn, lần lượt là Toyota Innova phiên bản 2.0e, phiên bản 2.0G, phiên bản Venturer và cuối cùng là 2.0V. Thì với tầm giá cũng như là những trang bị khác nhau theo từng phiên bản, trong đó thưa quý anh chị, phiên bản Toyota Innova 2.0G được đánh giá cao vì có những tính năng hiện đại nè và cũng có một mức giá hợp lý, chỉ từ 870 triệu đồng mà thôi. Và trước tiên qua đến phần báo giá lăn bánh chi tiết cho từng khu vực thì em Lương xin mời quý anh chị cũng như là quý khách hàng chúng ta dành ra ít phút để cùng ngắm nhìn lại thiết kế của em xe 2.0G cũng như là để xem trên xe có những tính năng gì ưu việt. Bây giờ xin mời mọi người cùng theo dõi nhé. Sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao tương ứng 4735 x 1830 x 1795mm, trục cơ sở dài 2750mm, Toyota Innova G 2022 mang đến một không gian bên trong chiếc xe khá rộng rãi và thoải mái dành cho người dùng. Kết hợp với đó là sự tinh chỉnh các thiết kế bên ngoài mang đến sự trẻ trung và năng động hơn cho chiếc xe trên phiên bản mới. Nhìn từ phần đầu xe, Toyota Innova 2022 bản G được thiết kế khá sắc sảo và mạnh mẽ. Phần logo đặt chính giữa được mạ rơm sáng bóng cùng với các thanh ngang được sơn đen tạo nên sự nổi bật cho thiết kế phần đầu xe. Đặc biệt, hệ thống chiếu sáng đã được nâng cấp lên đèn pha LED, cùng với đó là đèn chiếu xa halogen phản xạ đa hướng, có điều khiển đèn tự động, cân bằng đèn pha tự động và đèn chờ dẫn đường mang đến sự tiện ích cho người sử dụng. Phía dưới là hệ thống đèn sương mù dạng tròn cổ điển nằm trong hốc hút gió tạo nên sự hài hòa. Phần thân xe trên Toyota Innova G trông khá sắc sảo với các đường gân dập nổi. Hệ thống gương chiếu hậu cũng đã được tích hợp chỉnh điện, gập điện và báo rẽ đầy đủ. Cùng với đó là bộ mâm 16 inch, 5 chấu thể thao dạng chữ V tạo nên sự hấp dẫn đối với người nhìn. Phần đuôi xe trên phiên bản mới đã được tích hợp thêm nhiều tính năng như sấy kính sau, gạt mưa tự động điều chỉnh thời gian gián đoạn. Kết hợp với đó là cánh hướng gió sau thể thao mang đến sự trẻ trung cho mẫu xe này và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Bước vào khoang nội thất của xe Toyota Innova 2.0G, sự rộng rãi và sang trọng là ấn tượng đầu tiên mà khách hàng có thể cảm nhận thấy. Mẫu xe với trục cơ sở dài lên đến 2750mm sẽ giúp cho việc bố trí giữa hai hàng ghế được phù hợp nhất. Nhìn chung, không gian nội thất bên trong xe Toyota Innova đã được tinh chỉnh khá nhiều từ bề mặt táp lô đến khu điều khiển cửa gió điều hòa. Nhà sản xuất đã bố trí, sắp xếp các khu vực này một cách bài bản, tạo nên sự tiện lợi cho người dùng qua việc sử dụng ốp gỗ, bọc da, mạ rơm sáng bóng, mang lại sự sang trọng cho không gian nội thất của chiếc xe. Trên phiên bản Toyota Innova 2.0G, mẫu xe vẫn sử dụng vô lăng thiết kế ba chấu, ốp gỗ bọc da và mạ bạc. Kết hợp với đó là khả năng chỉnh tay bốn hướng, trợ lực lái thủy lực mang đến cảm giác đánh lái nhẹ nhàng cho người sử dụng. Đặt ngay phía sau là cụm đồng hồ Optitron và màn hình TFT 4.2 inch hiển thị đầy đủ các chức năng báo vị trí cần số, chế độ Eco, khả năng tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ tiện ích. Phiên bản 2022 của Innova G được trang bị ghế nỉ cao cấp. Ngoài ra, ghế lái có thể chỉnh cơ 6 hướng, ghế hành khách chỉnh cơ 4 hướng rất tiện lợi. Đối với hàng ghế thứ hai có thể gập 60-40 và hàng ghế thứ ba có thể được chỉnh 50-50 sang hai bên. Khi hành khách muốn tăng không gian khoang chứa đồ, các chi tiết tựa đầu, tựa tay ở hàng ghế thứ hai cũng đều được trang bị đầy đủ. Khoang hành lý trên Innova G 2022 được trang bị dung tích ở mức vừa đủ 264 lít. Nếu khách hàng muốn tăng không gian này lên, cần gập hàng ghế thứ ba và hàng ghế thứ hai và có thể tăng dung tích lên một cách đáng kể. Các tính năng tiện ích mà khách hàng có thể trải nghiệm trên Toyota Innova G bao gồm hệ thống điều hòa tự động hai dàn lạnh, cửa gió phía sau, màn hình cảm ứng 8 inch có kết nối điện thoại thông minh, hệ thống âm thanh 6 loa cao cấp, kết nối USB, AUX, Bluetooth, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, cửa sổ chỉnh điện một chạm, chống kẹt tất cả các cửa, hệ thống báo động và mã hóa động cơ, chế độ vận hành Power và Eco, tính năng mở cửa thông minh. Với triết lý sản xuất, chất lượng, độ bền, độ tin cậy cao của nhà máy Toyota, Innova G 2022 luôn bảo đảm về độ bền bỉ và vận hành mượt mà dành cho bạn trong suốt quá trình sử dụng.
Ngay cả khi bạn mua xe với mục đích chạy gia đình hay dịch vụ, đây cũng sẽ đều là sự lựa chọn hoàn hảo. Độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu, khả năng giữ giá tốt luôn giúp cho Toyota Innova trở thành mẫu xe 8 chỗ kinh doanh phù hợp nhất thời điểm hiện tại. Vừa rồi là những tính năng ưu việt có trên em xe Toyota Innova 2.0G. Và ngay bây giờ không để quý anh chị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến ngay với phần báo giá. Thưa quý anh chị, giá niêm yết của xe Innova phiên bản 2.0G là 870 triệu đồng. Khi mà giá xe lăn bánh thì sẽ bao gồm các khoản chi phí như sau. Trước tiên, về thuế trước bạ sẽ được tính là 10%, tương ứng với đó sẽ là 87 triệu đồng. Kèm theo đó sẽ là phí biển số. Tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta sẽ được tính là 20 triệu đồng. Và những quý anh chị nào chúng ta ở tỉnh thì sẽ được tính là 1 triệu đồng nhé. Ngoài ra thì quý anh chị còn có thêm các khoản chi phí nhỏ khác dao động từ 2 đến 3 triệu đồng nữa, bao gồm có phí bảo hiểm dân sự nè, phí đăng kiểm và phí đường bộ sẽ dao động từ 2 đến 3 triệu đồng. Và sau khi cộng hết tất cả các khoản chi phí nêu trên thì giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ rơi tầm khoảng 980 triệu đồng và tại tỉnh dự kiến sẽ là 961 triệu đồng. Lưu ý giúp Lương, mức giá vừa rồi chưa bao gồm chương trình hỗ trợ giá, giảm giá cũng như là tặng phụ kiện đến từ đại lý Toyota và cũng chưa bao gồm phần quà đặc biệt mà kênh Toyota Daily gửi tặng đến quý anh chị khi chúng ta liên hệ trực tiếp vào số hotline bên dưới màn hình ạ. Bên cạnh đó thì những quý anh chị nào chúng ta đang có hình thức vay trả góp thì sao ạ? Quý anh chị chuẩn bị trước giúp Lương chỉ từ 265 triệu đồng mà thôi là chúng ta đã có thể sở hữu ngay em xe Innova 2.0G này về nhà rồi. Với mức lãi suất hiện tại đang được áp dụng cực kỳ ưu đãi, chỉ từ 0,6% mà thôi. Và thời gian vay của chúng ta sẽ lên đến 7 năm, mức vay của chúng ta cũng sẽ lên đến 80% giá trị xe. Thưa quý anh chị, để nhận được mức giá hợp lý cũng như là chính xác nhất tại khu vực mình ở, quý anh chị đừng ngần ngại, nếu có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp vào số hotline bên dưới màn hình. Đội ngũ Toyota Daily luôn ở đây sẵn sàng phục vụ quý anh chị một cách nhanh nhất cũng như là báo giá cho quý anh chị một mức giá ưu đãi nhất và hấp dẫn nhất. Bên cạnh đó còn có rất nhiều phần quà đặc biệt gửi tặng cho quý anh chị ạ. Còn bây giờ, nếu thấy video nào hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất cập nhật về giá của các dòng xe Toyota quý anh chị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.